Xin chào tất cả quý vị các bạn cùng đến với xe 2 thế giờ để biết thông tin về giá xe, tổng hấn bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic ạ. À. Sang tháng 9 này, chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất rất sâu cho em nhá. Có em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe Tổng hấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ à? Ok xin phép được đi vào vào đây chính ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ à. Với giá miết của chiếc xe này đang là 2 tỷ 129 triệu ạ à. Sang giữa tháng 9 này thì đại lý chúng Em đang bán cho mình giá đang là 2 tỷ 029 triệu ạ à. Tức là đang giảm giá cho anh em là 100 triệu tiền mặt đấy ạ à. Vậy thì chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4 này làm cái nội đang là 2 tỷ 311 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 711 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 2 tỷ 246 triệu. Trả góp thì đang là 646 triệu ạ. Còn là tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 2 tỷ 288 triệu. Trả góp thì đang là 688 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 2 tỷ 269 triệu Trả góp thì đang là 669 triệu ạ Đó là phần giá xe và tổng hợp bánh ạ Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m670, rộng là 1m90, còn cao là 1m650 ạ còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m873 Về tổng thể của chiếc xe này thì nó khá là dài, rộng và cao đấy ạ Về phần đầu xe của chiếc xe GLC 200 Formatic này Thiết kế của nó rất là nhẹ nhàng, uyển chuyển Cũng không phải là quá là góc cạnh đâu ạ Có mặt lưới cao lăng của chiếc xe này thì có thanh lọc chrome Rất là to bản, ôm chọn lấy logo của Mercedes Giúp cho chiếc xe cảm giác nó được thể thao hơn, mạnh mẽ hơn và sang trọng hơn ạ về các tính an toàn về phần đầu xe của chiếc xe này thì nó sẽ là có cả miếng góc trước sau mắt và camera 360 độ đấy ạ. Về mặt cản trước của chiếc xe này thì có thanh nẹp chrome rất là to bản giúp cho phần đầu xe nó thể thao hơn và mạnh mẽ hơn ạ. Còn đây giới thiệu cho về cụm đèn phía trước này. Cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng là đèn led nhé, đèn full led đấy ạ. Cho cả đèn cốt đến đèn pha. Mà ngoài ra thì nó sẽ là có dải đèn led ban ngày rất là dài giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn, lịch lãm hơn và tinh tế hơn ạ. Ok, giờ sang phần uh, sườn xe giới thiệu cho em về phần sườn xe ạ. Sườn xe của chiếc xe này thì nó không phải dập nổi quá nhiều đâu. Nó rất ăn nhập với tổng thể của chiếc xe ạ. Về phần bánh xe, bánh xe của chiếc xe GLC 200 Formatic này nó sử dụng là vành đúc hợp kim nhôm, vành 19 inch đi ạ. Thiết kế 5 chấu kép kiểu mới ạ. Màu nó màu bạc trắng kết với màu đen ạ phanh hệ thống phanh ABS này nó có hệ thống phanh ABS này hệ thống uh, hỗ trợ phanh cần cấp BI đó. và rất nhiều tính toàn nữa tính an toàn nữa anh em nhé về phần uh, sườn xe của chiếc xe này tích hợp thêm đó chính là có bậc lên xuống bằng hộp kim nhôm rồi đấy ạ về phần gương chiếu hậu ạ gương chiếu hậu của chiếc xe này là gương chiếu hậu cùng màu thân xe à? Tích hợp trên đấy sẽ là có sinh nhan trên gương bằng đèn led ạ. À, nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cục gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương. Và thích thật thêm đó chính là có camera 360 độ em nhá. Về chân kính của chiếc xe này, chân kính phía trên và chân kính phía dưới có thanh đập chrome rất là to bản, giúp cho chiếc xe cảm giác được trường xe hơn, dài xe hơn và sang trọng hơn ạ. À. Về uh, tay nắm cửa là tay nắm cửa uh, mạ chrome phía trên, phía dưới là cùng màu thân xe anh em nhá. Còn về phần uh, chân trần xe chân xe của chiếc xe này nó sử dụng là trần phẳng đấy ạ, nó sẽ không có cửa sổ trời ạ. Nó sẽ là có giá lóc hai thanh. Anten nó sử dụng là anten uh, uh, ten trên kính ạ, đèn bỏ phanh trên cao rồi đấy ạ. Có đây giới thiệu cho về phần đuôi xe. Đuôi xe của chiếc xe GLC 200 Formatic này thiết kế của nó thì em đánh giá thì nó không phải quá góc cạnh đâu ạ. Thiết kế nó rất nhẹ nhàng và hình chuyển ạ. Đấy, gương chiếu hậu của chiếc xe này nó sử dụng là gương chiếu hậu à, xin lỗi ạ cụm đèn phía sau nó sử dụng là đèn à, đèn led em nhá chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ thiết kế kiểu dạng 3D ạ các tính an toàn về phần đuôi xe của chiếc xe này thì nó sẽ có cảm biến lùi 6 mắt và camera lùi camera 360 độ đấy ạ đây còn đây là về phần à, cản sau này nó có thanh nhập chrome rất là to bản đấy ạ ôm chọn lấy hai bô của chiếc xe GLC 200 Formatic. Đó. Giờ giới thiệu cho anh em về các mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe GLC 200 Form ạ. Chiếc xe này thì ở trong đô thị thì đang là 13,25 lít. Ngoài đô thị thì đang là 9 lít 38. Kết hợp trung bình nó đang là 9 lít 10 lít 08 em nhé. Ok giờ sang phần nội thất ạ giới thiệu cho em về nội thất này. Nội thất của chiếc xe Mercedes GLC 200 Formatic này, nội thất của nó sẽ là nội thất màu vàng vàng be hoặc màu đen. Xe nó có hai màu lội thất cho em lựa chọn nha. Đó. Nội thất màu vàng be này thì giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng và lịch lãm hơn ạ. Ghế nó sử dụng là ghế da, ghế được chỉnh điện nha. Đó. Ngồi rất ôm ghế đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho em về bên cánh cửa này. Nó sẽ có nhiều ghế ba vị trí này, lên xuống kính cho bốn cánh cửa này khóa cửa chút kính đấy ạ. Vậy âm thanh chiếc xe này nó sử dụng là âm thanh Boom Master nhá, giúp cho âm thanh nghe rất là trong trẻo đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này nó sử dụng đó chính là giống như hàng ghế đầu tiên, ghế được bọc da, bọc da ngồi rất là ôm ghế đấy ạ. Và hàng ghế thứ hai ngồi rất là rộng rãi và thoải mái anh em nhá. Ok, sẽ đi sâu trong giới thiệu cho em về chi tiết hơn ạ đầu tiên sẽ giới thiệu cho em về phần uh, tổng quan về hàng ghế đầu tiên về đầu tiên giới thiệu cho em về phần vô lăng ạ vô lăng của chiếc xe này sẽ là vô lăng ba chấu ạ được bọc ra sờ rất mềm mại ạ tích hợp trên vô lăng sẽ là có đàm thoại dành tay này điều chỉnh âm lượng này có cả cruise control đó chính là ga tự động đấy ạ và tích hợp trên vô lăng nó sẽ là có lưỡi chuyển số trên vô lăng em nhé về bảng đồ tắp lô của chiếc xe này nó sử dụng là, là bảng đồ tắp lô 12,3 inch ạ về màn hình giải trí nó sẽ màn hình 12.3 inch em nhá. Có điều khiển bằng giọng nói đấy ạ. Về tiếp theo giới thiệu cho em về phần hậu hệ thống điều hòa. Hệ thống điều hòa chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động nhá. À, nó sẽ là có các cửa gió được viền xung quanh, mạ chrome. Chiếc xe này thì rất nhiều mạ thanh nẹp chrome em nhá. Giúp cho chiếc xe cảm giác nó được rất là sang trọng đấy ạ. Về phần hộp số, chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động 9 cấp Trolic 9 cấp cho lấy em nhá. À, chuyển số thì chiếc xe này thì nó sẽ có lấy chuyển số trên vô lăng tích hợp thêm đấy ạ. Đây giới thiệu cho em lại về tổng quan về bên hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 tích Nó thiết kế nó rất là sang trọng và lịch lãm mình nhá. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần đèn chân ạ. Đèn chân của chiếc xe này thì nó sẽ là có các chế độ như là mở cửa từ sáng này, luôn luôn sáng hoặc luôn luôn đóng ạ. Về phần uh, viên đèn nội thất của nó, chiếc xe này nó có 64 màu em nhá. Đó. Đây giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai chiếc xe này sẽ là có thêm được đó chính là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về phần động cơ ạ. Động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là đó chính là động cơ 2.0 ạ, với công suất cực đại nó đang là 197 mã lực trên cho 6 6100 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 165 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút ạ. Chiếc xe này nó sẽ là dẫn động là dẫn động toàn thời gian em nhá. Với tốc độ thì nó đang là từ 0 đến 100 km trên giờ nó chỉ mất là 7,9 giây thôi ạ. Về tốc độ tối đa nó có thể đạt được đó chính là 215 km trên giờ đấy ạ. Về mức tăng nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị thì đang là 13,25 lít ạ. Ngoài đô thị thì đang là 9,38 lít và kết hợp trung bình đang là 10,8 lít anh em nhé. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về các tính năng an toàn ạ. Các tính an toàn có như sau, có hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử LD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, hiện ổn định thân xe điện tử này, hệ thống camera 360 độ này. Đó, như là túi khí bàn này nó sử dụng đó chính là 7 túi khí anh em nhá. Dây an toàn 3 điểm đấy ạ. Và rất nhiều tính an toàn đấy ạ. Về màu sắc xe của chiếc xe này có các màu sắc cho em lựa chọn như sau, như là màu trắng mình đang xem ạ, màu đen, màu xanh, màu đỏ, màu xám ạ. Còn màu nội thất nó sẽ có hai màu nội thất đó chính là nội thất màu đen và màu vàng anh em nhá. Ok vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 Formatic rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Mercedes cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford. Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng nhờ rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em mà chưa đăng ký kênh em thì anh em hãy đăng ký kênh em. Bởi vì kênh xe hay tin giàu sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em ra dừng video đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.